Ông thổ địa, ông thổ địa, ông thổ địa, xin ông hãy cứu tôi. Lần này thê thảm rồi, tôi không trả nổi tiền thuê ruộng. Trừ như ngoài những người khắp nơi bắt tôi, tôi mà bị ông ta bắt được là xong đời luôn đó. Nghiêm trọng vậy sao? Có chuyện gì vậy? Dương Hôn, Trương Duy Ngoại, Trương Duy Ngoại, Trương Duy Ngoại à, Trương Duy Ngoại, sao ngươi thấy ta là bỏ chạy vậy? Hả? Ta tìm ngươi có chuyện gì ngươi biết không? Trương Duy Ngoại, tôi biết tôi sai rồi. Ông cho tôi thêm 10 ngày nữa đi. Không, cho tôi thêm 5 ngày nữa. 5 ngày sau tôi nhất định trả mà. Ta đã cho ngươi 3 tháng trời rồi, đừng nói là 5 ngày. Cho dù có cho ngươi 5 tháng, tôi cũng không trả nổi cái vốn lẫn lời cho ta đâu. Trương Duy Ngoại à, chuyện này tôi cũng không muốn đâu. Ông còn viên đất cho tôi kìa, một nửa đó là cát rồi, tôi trồng gì cũng không xong hết. Dương Húc à, ngươi không trồng được gì thì ngươi phải tự trách mình đi chứ, sao lại đi trách người khác? Nếu đồn ra ngoài, đất của ta làm sao cho thuê? Trương Duy Ngoại à, chuyện này vậy ông nói phải làm sao đây? Không phải ta đã nói rồi sao, Dương Húc ngươi có 100.000 cái không tốt, nhưng có cái này là ta thấy được đó. Đó là người vợ đẹp như hoa như ngọc của ngươi. Chỉ cần ngươi đem vợ ra gán nợ, ta cho ngươi mượn thêm 10 ngân lượng. Wow, ngươi có còn là con người không? Hả? Cô ấy là vợ người ta thì ngươi không được giành, vậy mà ngươi còn thốt ra được sao? Đừng do dự nữa, hôm nay ta sẽ không ra về tay không đâu. Nè, ngươi đừng có suy nghĩ nữa. Người ta muốn cướp vợ của ngươi, còn không mau nghĩ cách, mau chạy đi. Trời, lão già, không sao chứ? Ta bắt thằng nhóc nó lại. Dạ, đừng chạy, đừng chạy. Đúng là quá đáng thiệt đó. Tiểu tử thối, ngươi dám đẩy ta hả? Bắt được ta sẽ đánh chết người đó. Xấu xa, cô ta dạy dỗ người thế nào? Chút nữa Trương Duy Ngoại tới, mình chạy không thoát đâu. Nhưng mà muội chưa có thu dọn gì hết. Không lo được nhiều vậy đâu. Dương Húc, người nợ tiền ta còn muốn bỏ trốn hay sao? Trương Duy Ngoại à, tôi cầu xin ông, cho tôi 3 ngày nữa đi. Cho dù có phải đi mượn, tôi cũng sẽ trả tiền cho ông mà. Nhìn thấy ta là bỏ chạy, làm sao ta tin ngươi được đây hả? Trương Duy Ngoại à, đừng mà, đừng mà. Trương Duy Ngoại, không được đâu. Cái gì mà không được? Trương Duy Ngoại à, không được đâu. Đừng nói ta không tội nghiệp ngươi. Tấn công, phải cho ngươi thêm 3 ngày nữa. Nhưng mà phải lấy nương tử của ngươi thế chấp cái đã. Đương nhiên ta sẽ giúp ngươi chăm sóc cho nàng ấy đàng hoàng. Nương tử, im đi. Tấn công, nội trong 3 ngày mà ngươi không trả được tiền, ta sẽ đem vợ ngươi bán cho kỹ viện đó. Dẫn đi cho ta. Nương tử, đây. Tấn công à? Không, tướng công. Đương tử, tướng công, chỉ cho người đó. Tướng công, đương tử, tướng công, đương tử, tướng công, đây. Tướng công à. Khoan đã, các ngươi đang làm gì vậy? Ngươi là ai mà lo chuyện bao đồng? Chuyện thiên hạ thì người thiên hạ lo. Ta hỏi ngươi, có phải huynh ấy nợ tiền thuê đất nên ngươi bắt vợ người ta gán nợ hay không? Nếu ngươi biết rồi sao còn cố ý hỏi làm gì nữa hả? Được, trả tiền thì giải quyết được vấn đề, có đúng không? Phí lời, trả tiền rồi còn truy cứu làm gì? Được, huynh đệ, đây là túi hạt giống huynh cầm lấy, hãy gieo chúng trên mảnh đất của huynh đi. Theo ta tính thì khoảng trưa ngày mai mấy cây rau sẽ mọc lên, sau đó huynh hãy đem rau đi bán, vậy là có tiền trả nợ rồi. Hôm nay trồng mà ngày mai có thể thu hoạch, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy hả? Nếu như ông không tin thì vậy tôi cá dòng. Đỉnh vàng này đủ để mua mảnh đất của ông rồi đó. Dùng nó để thế chấp trước. Ngày mai nếu như mảnh đất này không có rau mọc thì số tiền thuê mà huynh ấy nợ tôi sẽ thay huynh ấy trả gấp 3. Nhưng mà nếu như mảnh đất này có rau mọc lên, vậy thì không những ông phải trả cả vốn lẫn lời cho ta, mà tờ khế đất của mảnh đất này cũng thuộc về ta. Chuyện này cá hay là không cá đi? Ta không tin có mấy chuyện này đâu. Không cá là đồ ngốc. Ta cá với người đó. Thả người ra. Mai ta lại đón nàng đó. Đây,
Đa tạ đạo trưởng. Đa tạ đạo trưởng. Đứng lên đi, mau đứng lên đi. Không sao đâu. Hai người nghe ta nói, sau khi gieo hạt rồi cứ 4 canh giờ tưới nước một lần, không được tưới thiếu lần nào đó, nhớ đâu. Đạo trưởng à, hôm nay trồng, ngày mai không thể nào mọc nổi đâu. Đúng đó. Mấy người này hung dữ lắm, ngày mai ông đừng tới đây nữa nha. Huynh đệ, hãy nhớ kỹ lời của ta, trên đời này không có gì là không thể. Chuyện này có được không đây? Không phải đầu óc ông ấy có vấn đề đó chứ. Bất kể thế nào thì mình cũng làm thử đi. Chuyện này Tú Văn. Tú Văn à. Mẹ, nhớ con rồi chứ gì. Chuyện này là sao đây? 3 ngày mới được về nhà mẹ, sao mới 2 ngày con đã về rồi? Bởi vì chỗ của Trương Phúc Đức chẳng có cái gì hết đó. Nhà của huynh ấy còn đơn giản và thiếu thốn hơn con nghĩ nữa. Cho nên con mới về đây lấy mấy thứ của mình về. Như vậy thì con mới có thể giống như mẹ, ngày nào cũng trang điểm xinh đẹp lộng lẫy. Thấy chưa? Ngay từ đầu cha con đã phản đối con lấy gã tiểu thần đó. Còn con thì sao? Nhất quyết không nghe, đòi lấy cho bằng được. Bây giờ bái đường rồi con mới hối hận. Mặt mũi của cha và mẹ biết để ở đâu? Biết để ở rồi, đâu rồi, hả? Rồi, mẹ đừng có nóng mà mẹ. Không có nghiêm trọng như là mẹ nghĩ đâu. Trương Phúc Đức huynh ấy đối xử với con rất là tốt. Hơn nữa, huynh ấy mắc bệnh sợ vợ, nên con gái của mẹ không sợ bị người khác hiếp đáp đâu. Yên tâm nha. Không bị hiếp đáp hả? Vậy thì tốt. Vậy mình đừng tính toán nhiều làm gì. Bây giờ con cần cái gì mẹ sẽ chuẩn bị cho con. Cái ăn, cái mặc, cái xài, tất cả mọi thứ trong nhà con cần gì mẹ đều cho con. Được rồi mà mẹ. Cái gì cần con đều tự mình lấy xong hết rồi. Đúng rồi mẹ, tối nay mẹ con mình đừng có ngủ nha. Mình tâm sự với nhau đi mẹ. Muốn nói chuyện với mẹ hả? Nè. Muốn nói gì với mẹ hả? Mẹ, con có chuyện gì kể vui không vậy hả con? Mẹ có biết không? Con kể mẹ nghe nha. Được thì rồi. Mẹ phải hứa với con, con đừng có biết kêu đó. Ta nói rồi mà, các ngươi nhìn coi. Ta đã nói gì? Nhìn đi, chẳng có cọng rau nào mọc lên. Đúng rồi, không thể nào. Ta đã nói rồi mà, trong một đêm thì không thể nào mọc được cọng rau cọng cỏ nào hết đâu. Ôi trời, vậy là sao đây? Sao không có gì hết vậy? Sao hả? Tại đạo sĩ thú kia không dám tới chứ vậy? Ông ấy, chắc ông ấy sẽ tới ngay thôi. Tới ngay đó hả? Ý, đạo sĩ thúi, ngươi tới rồi đó hả? Nè, mau tới coi, mảnh đất của Dương Húc kìa. Nè, ngươi nhìn đi. Đây là mảnh đất của Dương Húc hả? Không có một cọng rau nào hết. Có phải ngươi sẽ phải trả cho ta gấp 3 hay không hả? Chờ đã. Hai người chồng làm sao vậy? Sao lại không mọc gì hết? Có tưới nước hay không? Tôi tưới rồi, cứ 4 canh giờ lại tưới một lần. Tưới rồi hả? Tưới rồi tại sao lại như vậy chứ? Sáng nay huynh dậy trễ cho nên chưa có tưới. Đều tại tôi hết. Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao hả? Hai người còn không mau đem nước tới đây đi. Đi nhanh lên. Đi. Đạo sĩ thúi, ngươi tưởng mình là Thủy Quan Âm hả? Tưới nước là mọc ra mọi thứ sao? Tại sao lại động thủ chứ? Có nước rồi, nước đây nè. Nhanh lên. Mau tưới đi. Ông tưới hay tôi tưới? Cái tên ngốc này đương nhiên là ngươi tưới rồi. Điên hết rồi sao? Nhanh lên đi. Trời ơi, chậm quá. Chậm quá để ta. Chờ chút. Nhanh thôi. Sao lại như vậy được chứ?
huynh nhìn kìa. Mọc lên thiệt rồi kìa. Mọc lên rồi, mọc lên rồi kìa. Được cứu rồi. Được cứu rồi. Được cứu nhìn rồi. Kìa, nhìn kìa. Là một cái bụi cây nữa. Nhìn kìa, bên kia cũng có nữa. Chuyện này không phải nào. Được cứu rồi. Hay quá. Được cứu rồi. Được cứu rồi. Chuyện nhất định là giả. Nhổ một cây lên coi thử. Ý, là thiệt đó. Ăn thử một miếng coi. Ăn đi. Là thiệt đó. Ngon lắm á. Đưa ta. Ngon thiệt đó. Ăn xong rồi thấy sảng khoái quá. Ngon lắm. Ngon lắm. Nè à, củ cải ngươi cũng ăn rồi. Vậy tiền của ta, khế đức của ta đâu? Nhất định là ngươi đã dùng yêu pháp rồi. Chuyện này không tính. Đi thôi. Ây da. Lỗi vợ. Lỗi vợ. Sao chứ? Đi. Hả? Đưa khế đất cho ta. Đưa cho ta. Lão già. Mau. Đa tạ đạo trưởng. Đa tạ đạo trưởng. Không cần đa tạ đâu. Nhìn nè, khế đức này giữ lấy đi. Mảnh đất này từ nay sẽ thuộc về hai người rồi đó. Xin đa tạ. Đa tạ. Phải lo canh tác. Hả? Hãy nhớ là trên đời này không có gì là không thể hết. Tôi biết. Nhưng phải biết quý trọng mảnh đất của mình, phải bảo vệ môi trường. Xin đa tạ. Cố gắng lên. Dạ. Xin đa tạ. Đa tạ. Ê, đạo trưởng này sao càng nhìn huynh càng thấy giống ông thổ địa vậy? Thật hả? Huynh biết rồi. Hôm qua huynh tới cầu xin ông thổ địa, chắc chắn là ông ấy đã giúp mình rồi đó. Dạ. Đúng là thần tiên sống. Đúng là thần tiên sống mà. Đúng là thần tiên sống. Đa tạ ông thổ địa. Phúc Đức. Mụ về rồi nè. Phúc Đức. Đi đâu mất rồi? Đem trái tim bạn và trái tim tôi kết thành một dòng cỏ may mắn, một dòng tròn đồng tâm. Tình yêu của ta, nỗi nhớ của ta, trái tim của ta mãi mãi tới suốt cuộc đời. Làm việc thiện đúng là vui quá đi. Một mình vui sao bằng ai cũng vui được. Nè, cô nương, cô làm sao vậy? Hả? Thì ra là có rắn, chắc chắn là có độc rồi. Ê, cô nương, nè, cô tỉnh lại đi. Đừng cử động. Rắn cắn có đúng không? Có đúng vậy không? Hả? Đừng cử động, để ta coi. Ở tay hả? Có phải là ở tay không? Hả? Ở đây không có. Đừng cử động. Chân. Cắn ở đâu vậy? Hả? Chân. Hả? Ở đâu? Chân. Tôi biết rồi. Để tôi coi nha. Nếu như không hút chất độc ra giùm cô ấy thì cô ấy nhất định sẽ chết. Nhưng mà Nam nữ thọ bất thân. Vậy mình phải làm sao đây? Cũng may mà không có ai. Xin lỗi cô nha. Không được nhìn, nhìn là một lẹo đó. Không được nhìn.
Ờ. Trường Phong Đức. Mũi đừng như vậy mà, đừng như vậy mà. Mũi đừng có như vậy. Quỳnh, sao Quỳnh dám vô mũi đi ăn dùng? Chân của cô ấy đó. Phúc Đức. Nhẹ thôi, đau quá đi. Trời ơi, ta đã kêu Quỳnh này có cử động rồi. Đau thiệt đó. Đừng nói chuyện nữa. Nói Quỳnh nghe nha, loại nước thần dược này cực kỳ hữu dụng đó. Đắp nó lên mặt rồi đảm bảo sẽ không có sưng nữa. Hơn nữa sáng mai sau khi thức dậy, da dẻ của Quỳnh sẽ mịn màng giống như là da của muội. Hơn nữa còn căng mọng lên, lại rất là đàn hồi. Thôi đi, đừng có tưởng là đắp mặt nạ là xong. Muội coi tính của muội kìa, sớm muộn gì á Quỳnh cũng bị muội đánh chết cho coi. Xin lỗi mà. Tướng công Quỳnh cứ nghĩ đi, tình huống lúc nãy có người phụ nữ nào thấy mà không khó chịu đâu chứ. Hơn nữa người ta quan tâm tới Quỳnh nên mới có phản ứng dữ dội như vậy thôi. Coi mũi nói kìa, nhưng mà đó đều là con dân của mình mà. Mình là cha mẹ địa phương, họ mà gặp chuyện mình nhất định phải giúp đỡ, sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Còn mũi á, bây giờ mũi là bà thổ địa, mình cũng nên như Quỳnh, coi họ là con cháu, chăm sóc cho họ đàng hoàng. Quỳnh nói con cháu là sao, chứ mũi đâu có con. Không hiểu Quỳnh đang nói gì nữa. Nhưng mà hay, trong cái thôn này có nhiều người như vậy, nếu ai mình cũng phải chăm lo vậy thì sẽ bận rộn lắm. Nên mới nói người nào cần lo thì mình lo, không cần lo thì mình đừng có lo. Quan trọng thì lo, không quan trọng thì đừng có lo. Người nghèo thì lo, người nào không nghèo thì đừng có lo. Mũi nói có đúng hay không? Nếu như vậy thì mình mới có thể có thời gian hưởng thụ cuộc sống của hai người, có thể tắm nắng ở bờ biển, có thể cùng nhau leo núi trượt tuyết. Mình có thể tới những nơi có phong cảnh đẹp mà ngâm mình trong nước suối. Bổng lộc của Quỳnh đã bị muội lấy mất rồi. Không thể để công việc của Quỳnh, nguyên tắc của Quỳnh, quy tắc nghề nghiệp của Quỳnh cũng vì muội mà thay đổi. Tướng công, tuy là không có tuy là, nhưng mà không có nhưng mà